chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu tủ lạnh rất sang trọng của Hitachi. Tên model sản phẩm là GVKP545PGV2. Đây là loại tủ lạnh 3 cửa có kiểu dáng hiện đại và ngoài làm từ chất liệu bằng gương sang trọng cao cấp thường hóng với đa dạng không gian nội thất mỗi gia đình. Đặc biệt, tủ lạnh có thiết kế ngăn đông nằm ở phía dưới dạng kéo trượt vô cùng độc đáo và tiện lợi. Tủ có một số tính năng nổi bật. Với dung tích 492 lít, rộng 750mm, sâu 760mm, cao 1,80mm, có thể bảo quản thực phẩm tối ưu cho những gia đình có từ 4 đến 5 thành viên. Với công nghệ hiện đại, tủ sử dụng máy nén biến tần ít vector, có khả năng điều chỉnh chế độ làm lạnh theo nhiều cấp độ khác nhau, làm lạnh sâu ổn định, đồng thời hỗ trợ tủ lạnh hoạt động êm ái và bền bỉ. Có thiết kế bắt mắt với ba cửa, giúp tiết kiệm được điện năng xuất phát khi mở cánh tủ lấy đồ, nên rất tiết kiệm điện. Tủ sử dụng cảm biến eco nâng cao khả năng tiết kiệm điện, cùng với đó sử dụng hệ thống làm lạnh kép, làm lạnh đồng đều và tối ưu ở ngăn tủ, giúp thực phẩm ở ngay hai ngăn được làm lạnh riêng biệt, tránh tình trạng khi lạnh quá lớn làm hư thực phẩm hay lẫn mùi, đảm bảo chất lượng thực phẩm luôn tươi ngon nhất. Đặc biệt tủ lạnh Hitachi GVKP545PGV2 trang bị công nghệ từ hãng Nalon Italia.